Thế con nhà cô định làm ma, vất vưởng nhà tôi à? Có chết thì về nhà mẹ đẻ nhà cô mà chết nhá. Thôi, cô có dừng ngay mấy cái trò điên điên khùng khùng suốt ngày đi được không? Bảo sao thằng Khanh nó chán cơm thèm phở. Mẹ, mẹ và anh quá đáng lắm. Anh Khanh mèo mả gà đầu bên ngoài mẹ không nói, sao mẹ lại nói vậy? Này thôi, cô nói nhiều quá. Mèo nào thấy mỡ mà không ăn. Alo. Lời